Cơn gió lớn vào khoảng 15 giờ chiều nay, ngày 7 tháng 6 năm 2024, đã khiến một cây sao đen hơn 20 tuổi, cao khoảng 15 mét, đường kính thân khoảng 40cm trên đường Hoàng Diệu, thuộc tổ dân phố 7, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, bị đổ nghiêng khoảng 35 độ về phía nhà dân. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng xử lý cây xanh của Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk đã có mặt và tiến hành đốn hạ cây. Rất may là không có thiệt hại về người và tài sản. Phóng viên Cẩm Dung đã có mặt tại hiện trường đưa thông tin về vụ việc này. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì Nhung đang đứng ở tại đường Hoàng Diệu, ngay tại cái nhà mà có cây xanh đổ. Và hiện tại các lực lượng chức năng đang tiến hành xử lý cưa cắt. Đắk Lắk đang vào mùa mưa bão. Quý vị và các bạn khi lưu thông trên đường hãy cẩn thận, đặc biệt vào lúc thấy mưa gió thì tốt nhất là chúng ta không nên đứng trú dưới các cây xanh và hãy cẩn trọng quan sát cây khi trên đường mình đang di chuyển.